Trung Quốc được cho là đang đàm phán với Ả Rập Xê Út và Ai Cập để bán nhiều loại vũ khí mới cho hai quốc gia này. Hôm 22 tháng 5, Tactical Report, cơ quan tình báo có trụ sở tại Beirut, Lebanon, cho biết công ty quân sự Ả Rập Xê Út, Sami, đang đàm phán với tập đoàn công nghiệp Bắc Trung Quốc, Dorinco, để mua máy bay chiến đấu, máy bay không người lái do thám và hệ thống phòng không. Cơ quan này cũng cho biết các cuộc đàm phán giữa không quân Ai Cập và tập đoàn công nghiệp máy bay Thành Đô đang diễn ra. Hai bên đã gặp nhau bên lề triển lãm hàng không và hàng hải quốc tế Langkawi tại Malaysia hôm 23 tháng 5. Cairo tìm kiếm máy bay chiến đấu J-10C của Thành Đô. J-10C là loại máy bay mới chỉ được bán cho Pakistan. Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2006, J-10 là máy bay chiến đấu do Trung Quốc tự thiết kế đầu tiên tiếp cận với khả năng của những chiếc do Nga và phương Tây chế tạo. J-10 có radar tiên tiến, hệ thống điều khiển điện tử, fly-by-wire, tốc độ tối đa Mach 1.8 và có thể thực hiện các nhiệm vụ tấn công mặt đất bên cạnh nhiệm vụ đánh chặn. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út được cho là đang tìm cách mua Skyseeker FX-80 phương tiện bay không người lái, UAV, phóng từ xe tải, UAV CA-500 cất và hạ cánh thẳng đứng, VTOL. Hệ thống phòng không tầm ngắn SQ-17AE được phát triển từ hệ thống TOR-M1 SSOAD của Nga. Cả Ai Cập và Ả Rập Xê Út đều nằm trong số những nhà nhập khẩu vũ khí hàng đầu thế giới. Hai nước này ngày càng coi Nga và Trung Quốc là đối tác trong nhiều lĩnh vực để giảm sự phụ thuộc vào Mỹ. Trung Quốc đã mở rộng hợp tác với Ả Rập Xê Út trong những năm gần đây trên nhiều mặt, bao gồm kinh tế, quân sự và ngoại giao. Gần đây, Bắc Kinh làm trung gian đàm phán khôi phục quan hệ giữa Ả Rập Xê Út với Iran. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.